vấn đề của nguồn nước Việt Nam hiện nay đang lên báo động đỏ, bởi vì là có rất là nhiều rác thải các khu công nghiệp thải ra ngoài môi trường. Thứ hai là ý thức sinh hoạt của người dân trực tiếp là xả thải ra ngoài môi trường và chưa qua xử lý, cho nên nguồn nước của Việt Nam ta rất là ô nhiễm. Giải pháp thì tôi nghĩ rằng là trước tiên là phải tuyên truyền cho tất cả người dân Việt Nam cần phải có ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường. Hiện nay đang có một cái giải pháp rất là hữu hiệu, đó là chúng tôi có một chiếc máy tạo nước điện giải ion kiềm dòng hydro, và đây chính là một giải pháp rất là hữu hiệu cho Việt Nam của chúng ta trong cái việc xử lý nước. Thưa tiến sĩ, nước ion kiềm khác với nước bình thường như thế nào? Nước ion kiềm thì khác với nước bình thường của chúng ta thì có 4 cái điểm khác biệt. Một là gì ạ? Mang chỉ số chống oxy hóa là âm. Và người ta đo thì thông thường là có chỉ số từ âm 200 cho đến âm 1000 mV. Và đặc tính thứ hai đối với nước ion kiềm đó là gì ạ? Mang tính kiềm. Các cái dung môi mà chúng ta đưa vào cơ thể mà mang tính kiềm thì nó rất là tốt cho cơ thể. Đặc tính thứ ba đó là gì ạ? Có cấu trúc phân tử siêu nhỏ. Và cái cụm phân tử nhỏ như vậy có một cái ý nghĩa, đó là gì ạ? Nó ngấm vào trong màng tế bào của con người của chúng ta được tốt hơn và nhanh hơn. Và đặc tính thứ tư đó là gì ạ? Rất giàu các cái nguyên tố vi lượng, đặc biệt là các nguyên tố vi lượng mang tính kiềm, ví dụ như là canxi 2 cộng, kali cộng, natri cộng, hay là gì ạ? Các cái nguyên tố vi lượng khác để gì ạ? Để bồi bổ lại hay là phục hồi lại cái cơ thể của chúng ta trong quá trình ăn uống hàng ngày nó bị thiếu nguyên tố vi lượng. Tôi có thể nói rằng là nước là rất là quan trọng đối với cuộc sống của con người, bởi vì cơ thể chúng ta 70-80% là nước, đặc biệt não là đến 90%. Và nước cũng là bôi trơn các cái khớp để chúng ta có thể đào thải các cái độc tố ra khỏi cơ thể chúng ta. Nếu chúng ta dùng nước tốt thì nó sẽ có môi trường tốt để thực hiện cái chức năng phát triển của con người, sức khỏe tốt, chống được bệnh tật, kể cả chống ung thư. Tôi mong muốn mọi người đều có ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường và bảo vệ nguồn nước. Đặc biệt là chúng tôi mong muốn tạo ra nhiều điểm phục vụ trên khắp các tỉnh thành để mọi người dân Việt Nam đều được sử dụng nguồn nước này để bảo vệ sức khỏe. Đó chính là mục tiêu xã hội hóa của chúng tôi.